Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi phần tin tức nóng. Hôm nay chủ tịch FLC, đó là ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Chủ tịch một tập đoàn lớn đã bị khởi tố, bắt với các cáo buộc là thao túng, che giấu thông tin về chứng khoán ngày 29 tháng 3. Ông Quyết bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều 211 luật hình sự. Bộ Công an cho hay cùng với ông Quyết, nhiều cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán Boss và các công ty đang bị điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán trong sai phạm xảy ra vào ngày 10 tháng 1. Việc làm của những người này bị C01 cho rằng gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến các hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà chức trách khám chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm với nhiều người liên quan. Tối nay, nhà chức trách tiếp tục khám trụ sở FLC ở phố 265 Cầu Giấy và nhà riêng của ông Quyết tại khu đô thị Mỹ Đình 2, Hà Nội. Chiều ngày 10 tháng 1, chủ tịch FLC bị phát hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước đó. Tối cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết mới nhận được báo cáo nên ra quyết định phong tỏa tài khoản của người đứng đầu FLC từ hôm sau. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOST ngày 11 tháng 1 ra thông báo hủy bỏ giao dịch và đến ngày 12 tháng 1, nhiều nhà đầu tư được hoàn lại tiền đã mua. Ngày 17 tháng 1, ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng với mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch trong 5 tháng. Trước đó, vào tháng 11 năm 2017, ông Quyết bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường. Ông Quyết năm nay 47 tuổi, khởi nghiệp với nghề luật sư khi cùng các cộng sự mở văn phòng năm 2001. Năm 2008, ông thành lập một doanh nghiệp. Thương hiệu FLC được hình thành đầu năm 2010 dựa trên việc hợp nhất các doanh nghiệp trên. Năm 2019, Bamboo Airways do FLC thành lập, gia nhập thị trường hàng không. Hơn 10 năm thành lập, vốn điều lệ của FLC đạt 10.500 tỷ đồng đầu tư vào năm 2021. Tính đến tháng 1 năm 2022, chủ tịch FLC sở hữu hơn 215 triệu cổ phiếu FLC, tương đương khoảng 30% vốn, cùng hàng chục triệu cổ phiếu tại các công ty thành viên như Ross Art, Post, Rap. Ông từng nằm trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Theo điều 211 Bộ luật hình sự 2015, người có hành vi sẽ bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc là của người khác, hoặc là thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Thông đồng với người khác, đặc biệt là lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch, hoặc là thông đồng với nhau việc giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự, chuyển quyền sở hữu hoặc là sở hữu, chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo ra giá chứng khoán cung cầu giả. Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc là đóng cửa thị trường mua nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc là giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Giao dịch chứng khoán bằng hình thức kết cấu lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán. Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán,
nhằm tạo ra ảnh hưởng đến giá và của loại chứng khoán đó sau khi thực hiện lệnh giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó. Sử dụng các phương thức hoặc là thực hiện các hành vi giao dịch để tạo ra cung cầu giả, thao túng chứng khoán. Mức phạt cho tội danh này cao nhất là 7 năm tù giam. Hiện nay thì cơ quan điều tra Bộ Công an đã vào làm việc với chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, 47 tuổi, để xác minh thông tin liên quan đến ông. Ngày 28 tháng 3, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay gần đây có một số nội dung phản ánh về ông Quyết. Nhà chức trách chưa áp dụng các biện pháp tố tụng liên quan tới ông này. Theo nguồn tin, ông Quyết hiện đã rời cơ quan điều tra ra về. Trước thông tin ông Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh trong một tháng từ ngày 26 tháng 3, vị đại diện cơ quan điều tra không có câu trả lời cụ thể mà cho biết đang cho người xác minh. Theo kế hoạch, ông Quyết đã tham gia diễn đàn đầu tư Việt Nam ở London vào sáng ngày 30 tháng 3 và phát biểu kết luận vào cuối phiên với vai trò là chủ tịch Bamboo Airways. Chiều cùng ngày, Roadshow giới thiệu về hệ sinh thái của FLC cũng sẽ được tổ chức tại đây. Sự kiện hiện diện của ông Quyết, hai sự kiện đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện tại, ông Quyết nắm giữ khối lượng cổ phiếu lớn, từng là những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Sáng nay, từ khi bắt đầu phiên giao dịch, các cổ phiếu họ nhà F đồng loạt giảm giá hết biên độ. Trắng bên mua ngay sau những thông tin tiêu cực liên quan đến ông Quyết. Chốt phiên, nhóm này dự bán giá sàn 150 triệu đơn vị, trong đó FLC và Ross dự bán sàn gần 60 triệu cổ phiếu mỗi mã. Ông Quyết khởi nghiệp với nghề luật sư khi cùng các cộng sự của mình mở văn phòng luật sư Smith năm 2001 và chuyển thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Smith năm 2008. Cùng năm đó, ông lập doanh nghiệp thương hiệu FLC được hình thành từ đầu năm 2010 dựa trên việc hợp nhất các doanh nghiệp trên. Năm 2019, Bamboo Airways do FLC thành lập gia nhập thị trường hàng không. Sau hơn 10 năm thành lập, vốn điều lệ của FLC đạt tới 10.500 tỷ đồng vào đầu năm 2021. Và nhiều người bình luận như sau: sai lầm trong việc đầu tư chứng khoán là chuyện rất bình thường, nhưng sau khi phi vụ bán chui cổ phiếu mà bạn nào còn mất tiền với nhóm cổ phiếu này thì lỗi chính là các bạn, không phải ai khác. Mong muốn làm rõ một lần, chứ để tình trạng dăm bữa nửa tháng thị trường tài chính Việt Nam lại chao đảo như thế này thì thiệt hại của nền tài chính vô cùng to lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà đầu tư trong nước. Mong muốn thị trường chứng khoán minh bạch và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này. Sau đây là một số lời bình luận của những người mà chơi chứng khoán, đầu tư, và hôm nay thì thực sự thông tin này vô cùng chấn động trong cả nước Việt Nam. Họ là những người đầu tư chứng khoán thì hôm nay việc mà chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã bị công an mời và đã bị bộ điều tra thì thực sự mọi người mua chứng khoán rất là hoang mang. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi phần chi tiết. Mong tất cả mọi người đăng ký và nhấn chuông thông báo để luôn tiếp tục theo dõi những tin hot, tin nóng hiện nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả thật nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.